hôm nay sự việc xảy ra trong những ngày anh tính về nhà là ở đâu vậy? Cầu vượt nhưng mà ở đó thuộc gì tính nào? Hôm nay anh về lúc đó như đi thì mấy anh chị mình có trên cái tiếng trường rồi anh chị ở anh chị đi làm tới giờ mấy chú vô cũng chia sẻ với gia đình, nhưng mà thấy hoàn cảnh của bốn anh em tụi con là mấy chú rất là thương luôn. Thứ nhất là hoàn cảnh gia đình ba mẹ không có ruộng đất nè, thì thứ hai nữa là bây giờ ba mẹ ra đi một lượt đột ngột như thế này để với đứa con lại một coi rất là xót. Thứ hai sắp tới là con có dự định là con học tiếp tục nữa không? Con gái, gái tên gì chú quên này? Dạ con không. Tên Ngân. Ngân là học lớp mấy Ngân? Dạ học lớp 6. Lớp 6. Ngân có định là tiếp tục học nữa không con? Còn em con tên gì? Con tên Vân. Tên Vân. Vân. Vân ha. Là tiếp tục học nữa không Vân? Bây giờ là ba với mẹ mất hết rồi, thì anh em của tụi con là mình phải thương nhau nghe, phải đùm bọc lẫn nhau nha con. Có anh hai rồi anh ba, tụi con là em. Anh gầy dạy cái gì là hai đứa phải nghe lời nha. Cái ở ngoài sau con là cho cốt của cha mẹ đó hả? Còn có bao nhiêu đó thôi hả? Còn có bao nhiêu đó thôi. Rồi hai ảnh thờ này rồi mình có đem về nhà thờ không? Tại vì chú nghe nói là nhà của con là hư hết rồi, không có nhà cửa. Rồi ảnh này là thờ ở đâu? Thờ nhà là cha mẹ của nói. Tức là nhà cháu không biết mình dạ. Cháu nói. Tức là nhà bà ngoại ha, nhà bà ngoại. Hồi tối là khi mà hốt cốt của ba mẹ con xong là tới mấy giờ sáng? 3:15. 3:15. Rồi mình còn làm theo cái phong tục của người Khmer làm lễ gì không con? Dạ có. Làm lễ lâu không? Cũng gần sáng. Gần sáng luôn hả chị? Gần sáng, 4 giờ đó. 3 giờ mấy? 4 giờ. 4 giờ. Dạ. Chung, cái làm lễ là làm ở ngoài chỗ nơi quả táng luôn hay vô nhà chị? Vô nhà. Như là này kia, cốt này kia đó, cúng kiến này kia đó. Trao đổi 4 người. Trao đổi anh em cốt bên nào, bên phải bên trái vậy đó. Dạ. Ủa hai người nhiều lắm mà sao còn nhiều đó thì vậy chị? Bên đây. Mình đó, đó bên đó. Hai vợ chồng đó. Hay là mình ít hay là mình lấy có bao nhiêu đó? Còn cái phần còn lại đâu? Thả xong ha. Nghĩa là không lấy hết. Lấy cái những cái phần mà cho. Cho thôi. Như là một phần tượng trưng đó đúng không? Phần tượng trưng. Vậy là coi như là hồi tối này là mình quả thiêu là ngoài ruộng luôn hả? Ngoài ruộng luôn, ngoài cánh đồng luôn. Ngoài cánh đồng luôn á. Sót lắm. Bây giờ là hai vợ chồng đột ngột ra đi, để lại bốn đứa con gì đây? Bốn đứa con.
giờ là bốn anh em là sống nhờ nhà bà ngoại xưa giờ không có nhà cửa gì hết, gãy hết dần hả chị? Dạ, lát em qua em coi. Với lại là bốn đứa là hiện giờ là ở tại địa phương luôn hả chị? Dạ, ở đây luôn. À, có đi học đi đò không? Dạ, có. Mấy anh lớn lớn là có đi học rồi không con? Dạ, hơi lợi ạ. Nghỉ hả? Tụi con có làm gì ở đây thêm không? Dạ, chắc tới... con chưa biết nữa. Không, lúc ba mẹ chưa mất là tụi con có làm không? Dạ, con làm hết trơn công ty nhựa. Làm công ty nhựa. Rồi bây giờ là cha mẹ mất đột ngột quá rồi bây giờ là về đầu tiên là về chăm lo cho mấy đứa em cái. Rồi bên công ty nhựa người ta còn nhận mình làm không? Dạ lúc đó là con ký đơn nghỉ. À, nghỉ luôn. Rồi hai anh em có dự tính làm lên làm nữa không? Vậy là tính ở nhà luôn ha. Ở nhà kiếm cái gì làm gần nhà. Với hai đứa em. Bây giờ là hai anh em nghỉ học sớm rồi kiếm công việc gì làm để mà lo cho hai đứa em gái học hả con? Tới đâu thì hay tới đó. Mà con sống quyền ở đây là chính quyền địa phương, kể cả chính quyền địa phương đây rất là quan tâm tới gia đình đó. Từ hôm qua tới giờ thì bà con nè có người đem gạo nói chung là nhiều lắm. Tại vì cảnh của anh chị đây là không có đất, không có ruộng. Đó, rồi là nhà cũng không có luôn, ở chung với ông bà ngoại. Vậy là mấy anh chị đi làm Sài Gòn là lâu chứ bà? Lâu lắm rồi hả? Nhà bốn trai một gái đó, nhà chị Tha là có mình ên con gái trong gia đình luôn. Bốn anh trai, chị thứ hai đó. Dạ. Làm đi làm công nhân mà đâu có đủ đâu giờ đâu. Cấp đó không là xây dựng nổi cái nhà bé này cho học hành cho con cái cho tới đâu hay tới đó vậy đó, rồi bà đi phải làm rồi gửi tiền đồng là hai người đóng đó rồi. Dạ. Rồi bà ngoại cứ trợ giúp như là cơm nước rồi quần áo giặt giũ cho cháu đi học đầy đủ vậy thôi. Dạ. Nghe mẹ nghĩ sao tức tỉ như bữa đó anh chị em nói chuyện với nhau xong rồi bữa sau nghe một tiếng một thằng cháu điện qua đó. Anh ơi Dượng ơi, mở hai ba con hai bị tai nạn rồi. Em tích chỗ đó mà em đi kiếm vẫn thấy trên công vượt á, em nhìn thấy nhiều anh đi xuống dưới đi vòng tới cái cầu gần cầu sập á, cái gần cái đường xe lửa đó em về em thấy không thấy em về lại nó vợ em hỏi cấp cứu bệnh viện Đồng Nai mình á. Được, bệnh viện Đồng Nai mình là cái cơ cứu á, em hỏi nha. Em hỏi hỏi bà bác sĩ thì chạy làm bà vợ ra sao mà vợ nói không có thấy. Vợ em tức quá em gọi lại cháu nói sao tao thấy mày? Nó nói Dượng ơi, trên cầu vượt á. Rồi em đi khúc đó em cũng quấn rồi, em chạy cầu vượt mà nhiều cảnh xe đông quá, dẹp đường á. Nhiều khi em chạy qua không được, vợ em nói anh đi qua đại đi. Rồi vợ em nói qua đại đi, người thân mới lấy được xe về phải lấy xác đâu. Em biết là chị với ảnh mất đó, chưa có người thân cho về mới có lấy xe được. Nhưng mà mình tự là ổng, vợ chồng ổng như là chạy ngoài da này kia, như là ổng không có lấy xe về được á, như là có người thân chạy xe về cho ổng dùng vậy đó. Ai ngờ đâu về như là lên cầu vượt là thấy ông bà đắp chiếu rồi. Và tay chân em là cũng gửi tay chân của nó con vậy thôi đó. Khúc đó là em thấy anh chị hai em ngồi đây mình gấp chiếu rồi anh hai nằm ôm xe em bển nhìn thẳng dưới xe tải rồi này. Thấy ngang ngay đầu chỗ ngay cái đầu rồi. Rồi bên xe rồi người ta có xuống đây rồi không anh? Có dạ, hôm có qua xuống. Ta xuống dạ. Thì có hỏi mới thăm hồi sáng. Dạ. Dạ. Cái sự cố đó là do là phía bên xe tải người ta đúng chạy xe tải bất cẩn hả? Dạ bất cẩn. Em hiểu là em nghe cũng là nghe tức nói là một chiếc xe công đi trước xe chậm lướt qua rồi anh chị nên đang cũng tụ gần với nhau mình sợ tại sao mà xe công được á mới là quẹo qua lôi hai chị chích từ chỗ đó. Em cũng nghe cái mặt thằng Quân cũng chạy đó em cũng nghe thôi mà em chưa thấy hoàn cảnh mà em chắc em nằm á sát chị em ngồi kế chị em mà anh rể em đi được tại em có tay chân người em đi được.
chứ là quản hết hồn rồi, vậy là không có quan tâm, chỉ là nhìn mở chiếu là thấy người thân thôi. Chị em rồi anh giao thông nói chị mở cái chiếu qua coi phải người thân không, thân đúng rồi anh ơi, người thân của em là như là cái này nó gãy hết, gãy hết liều xuống rồi, cái này nó lướt xuống hết rồi, cái sổ này nó cũng hết một bên rồi đó, như là tay chân từ khúc đây như là nó nát, như là thịt bầm hết, như là xương hết, mềm mỏng hết rồi. Đó là giờ em thấy thương, em thấy tại em ngồi em ngắm coi nữa, tại thấy chị ruột em á nằm lớp chiếu rồi anh rẽ lắp nữa, em nhớ nhìn chị vợ nhiều rồi, cái cặp mắt bả hơi lòi lòi ra, người nó lòi muốn lòi nhưng mà nó không lòi hết, như là nó hơi hơi ra thôi. Em chỉ có chị ruột thứ hai thôi, em buồn buồn chị hay mất cặp, em là bố anh trai có chị hai thôi, mất chị hai mất buồn. Có đứa nhỏ là bốn đứa rồi, lắm. Tại bốn đứa này là ở với bà ngoại từ nhỏ và chăm sóc học hành từ xưa tới giờ luôn á. Từ bà đi làm rồi mấy mấy năm nay là ở với bà ngoại không á. Bé chính này bé sinh ra nè cho chính, con em. Chính tháng là bà đem về nuôi tới 12 tuổi á. Cho em nuôi con, nó nuôi con em á. Ở giờ ở với ngoại đây học hành ở đây. Đúng rồi. Cha mẹ mất cơn. Nhớ cho mẹ đó. Như là nó chị của em, chị của em á. Đẹp gái lắm, nhưng mà tới nạn xong nó mặt đẹp nữa. Nó lắc cái chân rồi. Mút má chân. Nhưng mà thấy hình đó, chỉ thấy hình thôi không thấy chị nữa. Rồi xong rồi như là giao thông ta đem như là vô bệnh viện, như là rửa sạch sẽ rồi mai này kia đó, rồi mới bên đó bao xe rồi cho về, đem xác về làm đám mấy tụi cha mẹ của cháu. Dạ. Đó. Cái bữa đó chị lên chảnh nhận xác đó hả? Không, là em ở đó làm, như là em đem về vợ chồng bả xuống về đây. Là em làm bên đó. Em ở đó làm. Có nhận xác trong nhận xác. Không, ý là mình nhận xác tại chỗ thôi. Nhận xác tại chỗ như là em anh nhà xác luôn á, như là nhà xác đem về luôn á. Rồi mấy đứa con có dự định về đây rồi mình làm cái gì không? Hai đứa con á? Dạ không, chưa biết, cho ổn định tinh thần. À, cho nó ổn lại cái ha. Ở đây cái phong tục ở đây là quả thiêu xong rồi mình qua ngày sau mình vẫn còn đám hả? Dạ đúng rồi. Còn bảy ngày nữa. Chín bữa. Chín bữa. Là ở đây là ông lục tụng kinh đúng không? Đúng rồi. Có. Như là tụng mấy đêm mà phải không? Chỉ là đêm đó mình không chiêu chưa ra rồi không chiêu cái ông sư được bà cha lại là bắt đầu là được bà cha là cô này cái thật tại tập rồi là như là mình xin là như là con vô nhà thờ này xin chúc này á, 7 ngày mới có là hướng mình nhớ luôn đấy, nhớ luôn đấy, cứ ngồi luôn đấy, giới thiệu luôn. Thì sau khi chung hôm qua thì em không có xuống đây, nhưng mà em có coi kênh anh Hùng Mạnh livestream á, thì em đang ngủ uống nước với bà chị, thì em nói là ở dưới chỗ người bạn em đang quay có và hai vợ chồng vừa mới mất gì đó, để lại bốn đứa con mà không có nhà có cửa gì hết, thì bà chị bà nói là thôi thì cho chị gửi 2 triệu, thì hôm nay chú xuống đây chú gửi cho tụi con 2 triệu của cô Diệp nha. Cô Vinh đi Diệp, con nhận đi không? Cảm ơn cô Diệp là được rồi. Mấy anh cũng xuống đây giúp đỡ cháu. Em cháu cũng cảm ơn sao nữa. Được thầy nào nhà thầy nói thôi. Rồi bây giờ cái chuyện nó cũng lỡ rồi, mình cố gắng nha. Dạ.
gắn cái nhà ở đây xa không anh, cách đây xa không? Đi 500 mét à? Không, đi khoảng 10 phút mà. Wow, 10 phút luôn hả? Dạ. Nhà cũng xa á. Xuống máy rồi. Ngay chỗ này á. Rồi rồi. Đây là cái hiện trường nơi hỏa táng nè. Dạ hôm nay xong rồi nhưng mà hôm á. Ở đây nè, dòng này nè. Dòng này nè, dòng đó. Đây. Dạ, đây là cái mộ của chị ruột của em. Chị ruột á. Cứ ở đây á. Này. Đâu nằm đâu anh chỉ chơi. Nha. Này là chị ruột đây. Người tên Rể thì nằm ở đây. Xung quanh này là cái hiện trường ta thiêu á. Đó, để mà cánh còn nguyên còn củi vô than đầy đủ á. Rồi rồi chỗ này là gì? Là cái dư than củi á, đốt bỏ á. Lên đó đó hả? Dạ. Để là hai người là hai miếng khác nhau hả? Không, một miếng thôi, nhưng hai miếng khác nhau mà miếng kia nó bỏ một bên rồi. Này, nói chung là bên đây chị em á. Ở đây nằm đây, lụm cốt xong rồi, ăn lụm cốt xong rồi. Còn cái đó là cái còn cù cù là than còn thác đốt đó. Còn gì thoát đây nè? Không, đó là cái đó than bỏ một bên. Nó đùi gà. À, đùi gà hả? Dạ. Để nó sót cục xuống đây. Không, ông bên em không cho thoát đâu. À, lụm hết phải không? Dạ, hết. Cho đi. Ủa anh, thường thường là ở mình ở địa phương này là mình mất là mình thường thường là nếu mà hỏa táng là mình làm gì không hay là đem vô chùa đồ anh? Dạ không. Làm nếu vô chùa có không khả năng vô chùa được mà sao mẹ thương con quá không cho vô chùa. À, đốt ở nhà luôn. Dạ. Này là mình làm mình đốt hồi mấy giờ? Dạ lúc 10:35 anh. 10:35 đêm. Dạ. À, ban đêm luôn ha. Dạ. Từ lấy cốt đồ này kia nọ là thôi là 3:30-4:00. À. Sáng. Rồi ban đêm mình thấy đường mình lấy hết không? Dạ có bóng đèn anh. Ừ. Chưa sáng qua đây bóng đèn. Này lấy có chút xíu à. Dạ lấy đường lấy chân thôi đúng không? Nói chung là lấy đụng mâm thôi là bỏ. Nói chung là cũng lung hết rồi. Đâu. Còn sót này nè. Còn sót trong đó nhiều lắm á. Không, cái đó không phải đó là cái mâm đây khác, cái đó là thùng đó là tưới mình sợ cháy gươm lăn quá người ta nè. Ừ. Sợ để nước là để sợ nó ấy cháy lan đó ha. Nhưng mà anh tin á, này không đốt nè, cho anh coi nè. Ừ. Còn gì? Anh sợ coi không phải không sợ, cái này còn nguyên xi luôn không, tại sao không cháy á, để cho chị hai em đi thi thoát á. Ừ. Anh coi. Ừ. Nó. Ừ. Tên đủ rồi ha. Dạ. Thì đủ. Ừ, rồi. Sao mình không đốt đó? Không, tại này đốt ông sư cái đốt một chi để coi đi, tại sao đốt bữa nay đốt được nữa. À. Để coi cho hợp tuổi tác á, hai chồng đi chung nhau được cho đi luôn. Em không ngờ là hai chồng bất ngờ cái đó. Em có bất ngờ không? Dạ. Từ khi hồi trước không có khi nào mà trong xóm này hồi đó không chết hai đứa một lượt đâu. Mà tình cảm sao hai chồng rút một lượt một mà không biết là em học đó em hiện trường á thì em không biết ai chết trước ai chết sau. Ừ. Nhưng mà em đi bển thấy đắp mình hai người luôn đắp. Ừ. Chiếu á không biết ai ra đi trước ha. Dạ. Ừ. Mà em nghe bển kể là chị gục em chết trước đẩy ở phía sau này. Ừ. Rồi mình lúc đó mình làm ở Bình Dương hả? Nhớ em là Đồng Nai. À Đồng Nai. Em đi làm dựa ở Tân Phú. Còn chị hai với anh hai mới làm anh Dona Văn Trang. Hồi trước làm cũng là khu vòng 1, giờ đi hướng nay 3 á. Mình bắt vậy là bên phía công ty của anh chị có hỗ trợ gì không? Dạ cũng có anh mà chắc là phải có chừng 3-4 triệu rồi. Tại hợp đồng trong công ty với công đoàn đó á. Ừ. Và tán này xong em không biết nhiều nữa, nó do bà mẹ em thôi. Thì nói chung cũng có ha. Dạ. Nói chung là thường thường là làm công ty mà có một người mất á, thường thường anh chị trong công ty ta hay gom lại. Góp lại. Dạ. Quyên góp. Ừ. Ai có nhiều cho nhiều. Dạ. Lòng một tiền nhiều. Ừ. Ừ. Giờ cái còn khói nghe lùm nghi ngút. Ừ. Còn. Dạ rồi, nói chung là hôm nay tụi em xuống đây cũng chia buồn với gia đình ha. Dạ. Phần nào một ít hỗ trợ cho gia đình. Cảm ơn rất là nhiều anh đã chia sẻ câu chuyện nha anh nha. Dạ. Em buồn lắm cái vậy này. Thiệt.